Ngày 12 tháng 11, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hải, 37 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Nạn nhân là bé lính tên đã thay đổi, 9 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, hành nghề bán vé số. Theo điều tra, tối 29 tháng 10, người dân ở xã Dương Tờ, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang gần khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc phát hiện bé lính đứng khóc ven đường và quần dính nhiều vết máu. Nghi ngờ nên mọi người đưa bé gái tới công an xã và đưa tới bệnh viện điều trị. Sau đó, công an đã lấy lời khai bé gái 9 tuổi dưới sự giám hộ của gia đình. Bé lính kể khi đi bán vé số ở khu phố 4, thị trấn Dương Đông thì bị một người đàn ông tiếp cận nói chuyện. Tiếp đó, người đàn ông nói mới trúng số 10 tỷ đồng nên muốn giúp bé lính cùng gia đình. Người này yêu cầu bé lính lên xe chở về nhà. Tuy nhiên khi chở tới khu vực đường vắng gần sân bay Phú Quốc thì người đàn ông khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 9 tuổi. Sau khi thỏa mãn hành vi, người đàn ông còn lấy của bé khoảng 1 triệu đồng. Bé lính khóc kêu đói thì người này trả lại 20.000 đồng rồi lên xe máy tẩu thoát. Qua truy xét, công an xác định đối tượng gây án là Hải nên truy bắt. Bằng nghiệp vụ, công an phát hiện Hải đang lẫn trốn tại một căn nhà trọ ở ấp 4, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, Kiên Giang nên bao vây bắt giữ. Bước đầu đối tượng Hải thừa nhận hành vi phạm tội như trên.